Dạ vâng ạ, xin chào khán giả. Tôi xin chào chuyên gia. Vâng ạ, xin mời khán giả giới thiệu họ tên, tỉnh thành và câu hỏi của mình ạ. Tôi tên là Hoa ở Đồng Nai ạ. Dạ vâng. Tôi muốn hỏi đi visa chăn nuôi ạ. Vâng ạ, xin mời khán giả câu hỏi, chuyên gia Trương Văn Dung đã sẵn sàng để nghe rồi ạ. Chào chuyên gia, nhà cháu có nuôi 1.500.000 gà. Là hiện nay là được 1,5 tháng ạ. Và mấy bữa nay gà có biểu hiện là nó em kẹt hen nhưng mà nó ngáp ngáp đớp ạ. Khi mà mổ ra thì ở cái chỗ cuống phổi nó có cái cục đờm cứng ạ. Cô Cháu đã dùng Doxy 50%, thở lo 10% và có đôm thuốc giải độc gan thận nhưng mà vẫn gà vẫn chết ạ. Tức là Xin hỏi chị, chuyên vâng, gia nguyên nhân là cách khắc phục ạ. vâng thì chào chị. Thì cái hiện tượng đó nó là cái bệnh CD, nó do cái vi khuẩn Mycoplasma gangrenorum nó gây lên. Thế thì bây giờ chị, vì chị mổ ra cái chỗ cua họng ấy, thì chị thấy có cục đờm ở đấy đúng không? Cái Đấy, cuống phổi ạ. vâng, của cung phổi, cục đờm và cung họng nó cũng sẽ có. Nếu chị mổ ra thì cung họng nó cũng sẽ có. Đấy, cho nên nó dẫn hiện tượng là bị hen khẹt. Đấy. Dạ. Thế và chị đã dùng cái thuốc, chị đã dùng thuốc gì rồi nhỉ? Doxy 50% ạ. Doxy 50 đúng không? Và cái gì nữa? Vâng. Phải lo 10% ạ. Và floor 10%, thứ doxy Vâng. floor Và thì một bộ rôm nữa, chị không dùng cả bộ rôm nữa. bromhexin rồi. Đấy, thế nhưng mà thế này, chị dùng thuốc thế là chưa đúng là, bởi vì qua cái nghiên cứu thực nghiệm của chúng tôi á, tức là chúng tôi phân lập cái vi khuẩn Mycoplasma gangrenorum và chúng tôi đã làm cái kháng sinh đồ. Thì lựa chọn thì hiện tại ấy, là cái thuốc mà tốt nhất hiện nay là đó là cái enrofloxacin. Đấy, hoặc là chị dùng tinmicosin. Thế còn nếu dùng doxycycline, vì nãy chị dùng qua doxy 50 và doxy 50 đó là doxycycline đấy. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chị dùng doxy mà kết hợp với fluor thì lại không phù hợp đối với điều trị bệnh này. Đấy, mà nếu chị dùng doxy chị phải kết hợp với tyrosine cơ. Đấy, thì nó mới hỗ trợ nhau mới có hiệu quả. Thế nhưng mà theo tôi trong trường hợp này chị dùng thuốc enrofloxacin hoặc chị enrofloxacin. Endo Sacin đấy. là Vâng, hoặc là chị dùng tinmicosin đấy. Hoặc chọn, Endo vâng, đấy, chị chọn một trong hai thuốc đó thì chị cho nó uống đấy, một lần trên ngày và cho uống liên tục 7 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn nhà sản xuất nhé, phải dùng đúng liều lượng, đúng liều lượng. Thứ hai là chị không phải giải độc gan thận đâu mà chị dùng thuốc bổ gan đấy. Bổ gan thì chị kết hợp với bromhexin đấy. Và chị cho uống một lần trên ngày, chú uống 7 ngày liền thì nó hết cái hiện tượng đó, tức là nó giảm hết tiết cái chất chất dịch ra ở cuống phổi cũng như là ở trên cổ họng, thì nó không không còn không còn hen khẹt nữa. Thế và đồng thời với quá trình đó thì chị phải làm tiếp một cái việc này, chị cho nó uống chất điện giải của glucose, chị hòa với vitamin tổng hợp, chị cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 5 ngày. Và chị kiểm tra xem là cái mật độ chuồng nuôi của chị nó có dày quá không. Nếu dày quá thì phải giãn mật độ chuồng nuôi ra để đảm bảo cho không khí ở trong nó phải đảm bảo không khí oxy nó phải tương đối dồi dào, thì như vậy cái việc điều trị mới có hiệu quả. Vâng. Dạ vâng ạ. Không biết là khán giả đã nghe rõ đáp án chưa ạ? Dạ, ngoài con cảm ơn chị ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn khán giả đến từ Đồng Nai đã gửi câu hỏi về chương trình. Một khán giả có tên tài khoản là Đào Xuân Tân đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình với nội dung như sau. Chào chuyên gia, cho tôi hỏi, chuyên gia tư vấn giúp tôi nuôi cá lóc trong bể lót bạt, nuôi trong tráng hoặc là nuôi trong ao thì ở đâu tốt hơn? Vâng ạ, xin mời chuyên gia tư vấn giúp khán giả. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Với cái việc mà nuôi cá lóc trong ao, đấy là cái môi trường thuận lợi nhất cho đối với lại nuôi cá lóc là tốt nhất. Tuy nhiên là nuôi để mà năng suất cao và thu lại hiệu quả mà mình có thể quản lý chăm sóc tốt hơn ý, thì là nuôi trong bể lót bạt. Bởi vì nuôi nuôi trong bể lót bạt chúng ta có thể là nuôi ở cái mật độ dày, chúng ta chủ động được cái việc thay nước, chúng ta chủ động trong cái việc mà cho ăn và xem xét được cái thức ăn dư thừa, ăn đủ hay ăn thừa, mà chúng ta kiểm soát được cái môi trường, chúng ta có thể rút đáy để cho mà tháo hết các cái chất thải từ phân của cá lóc đưa ra. Bởi vì là bản thân cá lóc là ăn về động ăn thiên về động vật, chính vì là nó ăn cá tạp, cá con, tôm tép nhuyễn thể. Thứ hai nữa là nếu mà ăn thức ăn công nghiệp thì nó ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein ít nhất là 30 đến 35%.
độ đạm, thế chính vì vậy mà cái thải của nó ra cũng rất là nhanh bị ô nhiễm. Còn trường hợp mà nuôi trong tráng thì theo tôi thì tôi không nuôi trong tráng, bởi vì là nếu nuôi trong tráng là chúng ta nuôi ở mật độ dày. Cái thứ hai là cái tráng ấy nó rất là bí, khi chúng ta không làm vệ sinh hàng ngày mà chúng ta để rũ các cái phân nó ra bên ngoài. Cái thứ hai là các cái chất vẩn ở trong ao nó sẽ bám vào cái tráng, các cái mắt tráng đấy, làm cho nó rất là bí và nước không lưu thông được. Và khi nó bám dày như vậy ấy, thì nó lại là cơ hội cho các cái tác nhân gây bệnh là ký sinh trùng. Ví dụ như là các cái sán lá đơn chủ, trùng bánh xe, hoặc là một số các loại nấm nó bám vào đấy, mà cá chỉ cần xây sát một cái là nó bám vào và nó sẽ gây bệnh. Khi mà đã gây bệnh như vậy thì chết nhiều. Và nếu mà chúng ta quản lý, chúng ta chăm sóc không tốt mà chúng ta không vệ sinh tốt ấy, thì cá luôn luôn nổi đầu, và khi nổi đầu thì lại không lớn. Chính vì vậy là chúng ta nếu mà có điều kiện nuôi trong ao là tốt nhất, mà là tốt. Còn nếu không thì chúng ta nuôi trong bể lót bạt để chúng ta có thể là kiểm soát được tình hình dịch bệnh, cũng như đưa cái năng suất nuôi trong một cùng một diện tích lên cao để chúng ta có thu nhập tốt hơn. Và chúc khán giả lựa chọn được cái phương án tối ưu cho mình và giúp cho cái việc nuôi cá lóc có hiệu quả. Thưa bà con, để hạn chế tác hại của thuốc bảo vệ thực vật thì biện pháp hữu hiệu nhất đó là chúng ta phải biết cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Nó liên quan đến vấn đề này thì khán giả Nguyễn Phương Loan có số điện thoại là 0978, 3 số cuối là 208 ở tỉnh Hải Dương đã gửi tới chương trình câu hỏi như sau. Cho tôi xin hỏi cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như thế nào là đúng cách và hiệu quả? Vâng, câu trả lời cho câu hỏi này của chị Loan sẽ có trong clip ngay sau đây của chúng tôi. Tuân thủ kỹ thuật của 4 đúng trong việc dùng thuốc bảo vệ thực vật. 1. Đúng thuốc. Trước khi chọn mua thuốc, nông dân cần biết loại sâu bệnh, cỏ dại gây hại mà mình cần phòng trừ. Không nên sử dụng cùng một loại thuốc trong suốt vụ hoặc từ năm này qua năm khác. Nên ưu tiên mua loại thuốc ít độc nhất. Ưu tiên chọn mua loại thuốc có thời gian cách ly ngắn nhất. Nên ưu tiên mua những loại thuốc có tác động chọn lọc, tức là có hiệu lực trừ sâu bệnh cao nhưng tương đối ít độc hại đối với sinh vật có ích. Thứ hai, đúng liều lượng. Dùng thuốc với liều cao hơn khuyến cáo càng làm gia tăng nguy cơ bị ngộ độc của người đi phun thuốc, người sống ở gần vùng phun thuốc và người sử dụng nông sản có phun thuốc. Ngoài ra còn có nguy cơ cây trồng bị hại do thuốc liều lượng cao gây ra, nhất là khi dùng thuốc trừ cỏ. Thứ ba, đúng lúc. Đối với dịch hại, đúng lúc là phun thuốc vào thời điểm mà dịch hại trên đồng ruộng dễ bị tiêu diệt nhất. Sâu hại thường mẫn cảm nhất đối với thuốc bảo vệ thực vật khi chúng ở giai đoạn sâu non, tuổi nhỏ. Đối với thuốc trừ cỏ thì phải tùy theo đặc điểm của từng loại thuốc và sử dụng vào lúc thuốc có tác động mạnh nhất đến cỏ dại và ít có nguy cơ gây hại cho cây trồng. Phun đúng lúc cũng là tránh phun thuốc khi trời sắp mưa to, có thể làm rửa trôi hết thuốc trên mặt lá, thân cây. Phun thuốc vào lúc trời mát, không có gió to để thuốc bay vào mặt hoặc bay vào nhà ở gần nơi phun thuốc. Phun đúng lúc là không phụ thuộc vào quá gần ngày thu hoạch nông sản. Phải tùy loại thuốc mà ngừng sử dụng trước khi thu hoạch một thời gian nhất định. Thứ tư, đúng cách. Dùng thuốc đúng cách thể hiện trước hết ở khâu pha thuốc. Pha thuốc đúng cách là làm thế nào để cho chế phẩm sử dụng được hòa thật đồng đều. Khâu tiếp theo của việc dùng thuốc đúng cách là phun giải thuốc trên đồng ruộng cho đúng cách, làm sao thuốc bảo vệ thực vật tiếp xúc được với dịch hại nhiều nhất. Dùng thuốc đúng cách còn có nghĩa là không tự ý hỗn hợp nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật với nhau để phun trên đồng ruộng. Cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng. Thứ hai, đảm bảo thời gian cách ly từng loại thuốc bảo vệ thực vật trên từng loại cây trồng. Cần đảm bảo thời gian cách ly, càng sang ngày phun, giải thuốc thì dư lượng của thuốc bên ngoài và bên trong cây càng giảm thấp. Đảm bảo thời gian cách ly được tính từ ngày phun loại thuốc đó lần cuối trong vụ đến ngày thu hoạch nông sản đã có phun thuốc. Thời gian cách ly có thể thay đổi từ một vài ngày đến một vài tuần tùy theo đặc tính khoa học, tùy theo độc tính của thuốc và tùy theo loại cây lương thực, thực phẩm được phun thuốc, tùy theo lượng thuốc dùng trên đồng cỏ. Thưa cô bác, thưa bà con, vừa rồi là các hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả. Còn bây giờ, chúng tôi xin tiếp tục chương trình với các câu hỏi khác mà cô bác và bà con đã gửi về.